Mưa đã có ô, lạnh đã có áo. Muốn có kim cương hãy đến với shopkaligaming.vn. Mua 1 tặng 2, tính tiền 3, đảm bảo có gấu chơi Noel. Hello mọi người nha, mình là Kali bị điện đến từ Điện Biên đây. What the hell? Mọi người thấy gì chưa? Nay là mình có một con ạc xịn xó, cực kỳ xịn xó, cực kỳ VIP để mà review cho mọi người xem đây. Ấy, con ạc này là sẽ là ạc của mình nhá mọi người nhá. Đây là sẽ là ạc của mình vừa mới mua anh em ạ. Ấy, thì là dạo gần đây mình làm video review ạc thằng Rome đúng không? Rome trẻ trâu đúng không? Thì có nhiều, cực kỳ nhiều view luôn. Xong mình lại làm tiếp review ạc XL lại cực kỳ nhiều view luôn anh em ạ. Quá là xịn sò luôn. Thì anh em muốn mình review ạc của ai thì mọi người comment ở xuống dưới video nhá mọi người nhá. Ấy, bây giờ là mình sẽ chiến quả ạc này anh em ạ. Ấy, cái ạc này mình thì mình nói luôn là mình ạc này là mình mua 4 triệu anh em ạ. Ấy, anh em thấy chưa đâu, ạc này ạc mình mua 4 triệu, mình có đăng ở trên story của mình ấy, mình mua anh em ạ. Ấy, thì mình mua cái ạc này về mọi người biết để làm gì không? Mình để leo danh, leo top 1 server Việt Nam anh em ạ. Nani? Leo rank thường top 1 server Việt Nam. Đấy, tại vì ạc này cực kỳ hiếm nha, level 72 rồi. Đó thì để mình show cho mọi người xem. Thì sắp tới là mình sẽ leo top 1 server Việt Nam. Thì ạc này là có một cái thứ cực kỳ hiếm mà ai cũng không có luôn. Nhưng mà những người kiểu từ đời đầu, những người kiểu lúc đấy mua thì chắc chắn sẽ có. Đây mọi người ơi, mọi người nhìn đến đây mọi người biết chưa, ạc này là tên là B cộng bán thân. Đây 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 đây, mình chiến cho anh em xem luôn. Ấy, 193 thẻ X2 luôn anh em ạ. Ảo thật đấy. 193 thẻ X2 leo danh luôn. Ví dụ mà leo danh á thì anh em sẽ nhân đôi số điểm đấy lên. Đấy, anh em thấy không? Em thấy không? Đây để mình xem nào. À, khu vực bây giờ là 58.000 điểm đúng không? Sắp tới là ngày 30 này là nó sẽ reset danh nên mình mua cái ạc này để mà mình leo danh anh em ạ. Với cả ạc này có thể vô cực mùa 1 xong mùa 2 nữa anh em. Bây giờ mình sẽ review tủ đồ cho anh em xem nhé. Được em ơi. Đấy anh em nhìn coi bộ quả ạc này anh em thích rồi đúng không? Đây anh em nhìn thấy quả này anh em thích rồi đúng không? Từ từ. Đây. Đấy anh em thấy chưa? Anh em thấy bộ đồ chưa? Cái áo của anh Phan Kiam này anh em ạ. Cái áo ngày xưa anh Phan Kiam hay mặc. Và đây, đây là thẻ vô cực mùa 2 anh em ạ. Ạc này là có là ID là 24689 số ấy. Anh em biết ạc này hiếm như thế nào. Mình may quá mà mình mua được cái ạc này anh em ạ. Lúc đầu mình không biết mua ạc đâu. Mình kiểu dạng mua vừa sợ cơ. Thì ạc này là mình mua với giá 4 triệu anh em. Đấy, 4 triệu. Để mình xem nào. À, ạc này anh em thấy nick này là 4 triệu là nó gọi là hợp lý không em? Đây thẻ vô cực này. À, thẻ vô cực mùa 1 này anh em này. Ấy từ để mình đội đầu á, để mình mặc cái áo các kiểu vào đó. Ấy. Quần đâu nhỉ? Anh em thấy quả như này chiến rồi đúng không? Ấy, thẻ vô cực mùa 1 này. Ấy anh em ạ. À, đồ gì nói chung là đồ ngày xưa, đồ hiếm, đồ nào nó cũng có luôn anh em ạ. Đây là thẻ để vô cực đúng không? Mũ hải tặc nam này toàn mấy cái đồ hiếm, đồ VIP này. Ấy quả cái phong cách hip hop này, xong rồi ạc cái này nói chung là chế tác cái nào cũng có luôn đấy, hiếm cực kỳ hiếm luôn anh em ạ, bộ này luôn đấy. Bây giờ là mình sẽ tiếp tục là em có cả đầu quỷ này, có thể vô cực này cũng có này, xong là thẻ vô cực nào nữa nhỉ? Đây là thẻ vô cực mùa mấy nhỉ? Từ từ. Đây em ạ. À, bộ đồ áo hào quang xanh này, xong thích khách tím này, nói chung là mấy cái đồ xịn á nó có hết luôn anh em ạ. Anh em thấy giá 4 triệu này hợp lý không anh em? Đây là quả ạc gì ta? Đây là quả skin thẻ vô cực mùa mấy ta? Đấy anh em. Để mình xem từng xem dần xem nào. À, áo huyền thoại này, áo ranh vàng nữa này, áo ranh vàng mùa 4 này, áo ranh vàng mùa 1 à? Mùa 3 à? Quá là chiến luôn anh em, quá là chiến, mỗi tội là lúc đấy là không có áo huyền thoại nha. Áo anh vàng này mùa 5 này. À, xong là ui toàn mấy kiểu dạng mấy đồ hiếm anh em ạ.
Đây là áo của Funky em này. Mấy cái áo này bây giờ không có đâu em. Mấy cái áo này bây giờ không có đâu. Đấy, anh em đoán quạc này nếu kiểu dạng quy ra thì bao nhiêu tiền anh em kèm ID nhá. Anh em biết kèm ID xong quy ra bao nhiêu. À xong cái ạc này nếu kiểu dạng nếu tính ra cái nạp ý hết bao nhiêu tiền thì anh em comment xuống nhá. Mình mua giá rẻ chỉ hết 4 triệu thôi anh em ạ. Đấy à, để mình xem mấy cái này có thể đổi tên là tí chắc mình đổi tên anh em ạ. Uầy, quá xịn sò con bò luôn. Ai ra có xu hồi sinh luôn. Anh em nhìn thấy cái này anh em huy chương đẳng cấp. Đấy cái này ngày xưa anh em chơi cái mà kiểu đổi skill xuống anh em biết nó đẳng cấp như thế nào rồi. Ok bây giờ tiếp tục mình sẽ đến phần review súng anh em ạ. Review ba lô này. Đấy anh em thấy quả ba lô này anh em chiến không? Ba lô thỏ này là ai cũng mong ước này, hoặc là cái ba lô này cũng ai cũng mong ước luôn á. Đấy toàn mấy ba lô hiếm, mấy cái bộ đồ hiếm, ba lô hiếm xịn sò con bò cực kỳ luôn anh em ạ. Mình thấy là mình mê liền 4 triệu, mình lúc đầu mình cũng suy nghĩ cơ nhưng mà mình nghĩ lại à 4 triệu nó quá rẻ luôn anh em. 4 triệu đây, à có M4A1 rừng xanh này, xong có AK level 4 này, SK level 4 này, xong có cả khẩu SK đang đẳng cấp tin tan luôn, xong có cả SK tình yêu luôn anh em. À format vũ trụ, ui giời ơi, nói chung là phê vãi cả linh hồn anh em ạ. Sắp tới mình sẽ top 1 danh thách đấu cho anh em xem nhé. Anh em để xem nhớ chuẩn bị chiến danh thách đấu đầu mùa nhé anh em nhé. Mình sẽ danh top 1 thách đấu đầu mùa Việt Nam luôn. Mỗi tội là khẩu này nó không có UMP kiểu chế tác hoặc là kia anh em. Nhưng mà anh em này MP40 vick vàng này, MP40 vick vàng này, xong là khẩu AP90 này nữa này. Đấy, anh em thấy quả chiến chưa? Anh em thấy quả chiến chưa? M1014 chiến tranh luôn. Súng ngắm này anh em nhìn này, súng lục này, ấy cận chiến này, ấy chà chà tay này, ấy anh em thấy chưa? Ui rồi ôi, nói chung là nó chiến lắm anh em ơi, chiến lắm. Anh em nhìn này, anh em thích liền đúng không? Thích liền đúng không? À có shotgun nữa này, shotgun là mở chiến tranh này. Nói chung nó khẩu gì nó xịn á, nó có hết luôn rồi anh em. Khẩu gì nó xịn gọi là nó có hết luôn rồi á. Đấy bây giờ là tiếp tục là review cho mọi người xem nữa cái gì không? À đây là quân đoàn, là quân đoàn B cộng đúng không ta? Quân đoàn B cộng này anh em. Đấy quân đoàn B cộng. Ngày xưa quân đoàn này khá là nổi luôn hay sao? Quân đoàn này ngày xưa mình chơi rank lúc nào cũng thấy luôn. B cộng này anh em này. Đấy. À B cộng bán thân này, offline này. Đấy anh em, cái này là mình vào chơi vài trận anh em ạ. Mình vào chơi vài trận mình mua được từ hôm kia rồi, bây giờ mới có thời gian để mà review cho anh em xem luôn. Đấy mình kiểu dạng đội đầu thẻ vô cực mùa 1 cho nó chất anh em ạ. Bây giờ là mình X2. À đúng rồi, nhân vật này. Nhân vật mình nghĩ là nhân vật nào cũng kiểu dạng level 6 luôn đấy. Full level 6 hết anh em ạ. Nói chung không có nhân vật gì không level 6. À có vài nhân vật này. Đấy em. Bây giờ là mình vào sẽ vào chiến danh thẻ vô cực mùa 1 cho anh em xem nhé. Wait a minute. À anh em ạ, mình quên đổi tên mất. Bây giờ ạc này là của mình, bây giờ mình sẽ đổi tên thành à đây, mình có copy sẵn rồi anh em. Ấy cu Kelly MK7 đấy, anh em gặp mình trong trận anh em phải né né ra nhá. Anh em gặp mình anh em né né ra nhá anh em nhá. Đấy xác định luôn. Ok chiến luôn. Bây giờ thì chắc là mình kiểu dạng như là tạm biệt với quân đoàn này thôi. Bây giờ như nào ta? Bây giờ mình phải làm như nào ta? Bây giờ cứ thế mà rời đi thôi à nhỉ? Bây giờ mình hiện tại 4 giờ sáng rồi, không nói tạm biệt được em ạ. Thôi bây giờ chắc mình đi thôi. Đấy, chắc mình đi thôi. Tạm biệt mọi người ở trong quân đoàn ạc này nha. Đâu nào? Thoát quân đoàn chỗ nào ta? À đây rồi. Ok. Đó, Kelly thoát rồi. Ok, bây giờ là vào trận nhá mọi người nhá. Cái ạc này thì mới rank vàng thôi anh em ạ. Ok anh em ơi, thì là do mình ghép trận tử chiến xếp bạn không được thì mình ghép trận độc rang chiến anh em ạ. Với cả do mình danh đồng không được thì mình nhờ cái thằng này đấy anh em ạ. Nhờ cái thằng Kukeli Gaming Kava này vào để chơi cùng để cho nó căng thẳng xíu, tại cho nó có rank kim cương căng thẳng xíu anh em ạ. Tự nhiên thằng Kukeli Kava này nó vào xong nó áp ca thế này nhỉ anh em nhỉ. Thằng này,
Má, mình mời nó vào nó áp cai không ạ? Ai da, thằng cu Kelly K3 này khinh người rồi. Thằng này là nó 2 triệu à, 3 sắp nha anh em nhá. Mình mời nó vào để căng thẳng xíu mà nó ngồi im nó không chơi này. Thằng này khinh người thật rồi. Tao, tao có khinh người đâu. Mày bắn, mày bảo mày thẻ vô cửa mua 1 nên tao cho mày bắn mà. Ai cha cha, thằng này thấy mình thẻ vô cực mùa 1 nên là nó cho mình bắn anh em ạ. Nó nhường nó. Ai cha cha, từ từ anh em ơi, từ từ. Bình tĩnh. Từ từ tao gánh mày. Có gì tao gánh mày, ok chưa? Tao thẻ vô cực mùa 1. Ai da, thằng này nó khinh người rồi. Nó thấy mình chết nó mới lên bắn này anh em này. Thằng này nó khinh người rồi, thằng cay đi này. Mày bắn cẩn thận, mày bắn cẩn thận nhá. Không thì tao lần sau tao chơi mày chơi đấy. Mày thấy tao thẻ vô cực mùa 1 chưa? Ok, em sẽ... Ok, em sẽ bắn cẩn thận. Anh thấy chưa? Thẻ vô cực mùa 1 gì mà gà. Hey, cha cha, thằng cu Kelly ra mình này. Nó dám khinh người em ạ. Thằng này được, nó dám khinh người. Mà thằng 2 triệu 3 sắp này nó khinh người em. Nó để mình chết nó mới lên. Nó bảo mình thẻ vô cực mùa 1 nên làm nó kiểu dạng à. Thôi kệ nó đi. Mà mày không nói với mày nữa thằng Kelly này. Nó dám khinh người. À, đây rồi. Ôi! Mày thấy chưa? Thẻ vô cực má, thẻ vô cực mùa 1 nó phải chất. Cu Kelly mày thấy á, bây giờ mày ở yên nhà nhá. Mày ở yên nhà nhá, bây giờ á. Má thể luôn, nó khinh người, nó không, còn không thèm nhìn mình luôn kìa. Nó không thèm nhìn mình luôn kìa. Ây da. Úi giời, phun đỏ luôn kìa. Mày thấy chưa? Mày gì mà bắn bù thế? Thằng Kelly này mời vào cho nó căng thẳng xíu. Nó có danh kim cương kiểu căng thẳng xíu. Chứ mình ghép cái danh một mình thì nó sẽ kiểu gặp danh đồng không? Mời nó kim cương vào căng thẳng xíu mà nó áp ca. Trời ơi là trời. Mà chắc nó... Mày tưởng thẻ vô cực mùa 1 bắn hay à trời. Cái người thật luôn ạ. Đấy nó. Không sao. Mày cứ ở yên nhà nhá, tao sẽ gánh mày, ok chưa cu Kelly? Ok chưa? Kelly Gaming này. Ok, anh thể có cứ muốn gánh em đi. Ok luôn. Tao sẽ gánh này. Mày cứ ở yên đấy. Mày thấy chưa? Thấy chưa? Hai anh em ạ. Nó thấy mình thẻ vô cực mùa 1, nó tưởng mình bắn hay quá, nó cho mình cần tem. Ok thôi. Thế thì ok thôi, mày cứ ở yên đấy nhá. YouTuber 2 triệu 3 sắp nhá. YouTuber 2 triệu 3 sắp nhìn này. Được chưa? Nó phải đẳng cấp. Nó phải đẳng cấp. Được chưa? Không cần có mày nhá. Anh em. Thẻ vô mùa 1 nó phải đẳng cấp. Quá chuẩn luôn. Chọn đồ đi kìa. Xong chọn. Dạ em chọn đây. Ui giời ơi, nó chọn cho khẩu vector anh em ạ. Ồ, ây da, có skin luôn. À, nó bình thường mình luôn kìa. Thẻ vô cực 11 nó sợ rồi. Sợ tưởng mình bắn hay chăng.
Úi giời. Mùa này á. Hết đạn. Mày thấy chưa? Ây cha cha, anh thẻ một cơm mùa một bắn hay quá. Bình thường bình thường. Thấy chưa? Sao thế chưa? Chưa à. Thấy thẻ một cơm mùa một chưa? Không có tuổi nha. Có tuổi nha. Ây cha cha. À chết rồi em mới lên bắn. À hóa ra mình chết rồi nó mới lên bắn anh em ạ. Thằng này khinh thường mình vậy luôn. Nó kiểu tưởng mình bắn hay vậy luôn. À ok ok. Có khẩu vector ở băng luôn ạ. Thằng này có lửa nhưng mà không có băng. Bắn gà vét cả nồi ạ. Trời ơi, YouTuber triệu sắp mà bắn gà vét cả nồi ạ. Má bắn cẩn thận mà xem nào. YouTuber triệu ba sắp bắn người ta nó cười cho. Người ta lại cười cho, bắn không cẩn thận gì hết. Thề luôn, mời thanh niên YouTuber 2 triệu 3 sắp này vào bắn gà với cả nồi ra, nó để mình gánh ngoài à. Để cái thằng là đồng một gánh. Nó tưởng thẻ vô cực mùa 1 bắn hay lắm ấy trời. Thôi cút. Đấy anh em ạ, mình trục suốt nó ra rồi, nó bắn gà quá. Thế là thua rồi anh em ạ. Ok, thì chắc video của mình đến đây kết thúc thôi anh em ạ. Review thẻ vô cực mùa 1 thế này ok rồi. Đấy, bye em nhé, mùa sau em hóng cái nick này lên top 1 server nhé em nhé.